cô gái cùng hoàng thượng giả vờ bị thương để lừa xin tiền mẹ. Con sen và hoàng thượng liên thủ lại thì ai mà đỡ nổi. Cô sen này đã khoe với mọi người về diễn viên mèo nhà mình. Cảnh cả hai dàn dựng là chú mèo Miu này bị thương khi đánh nhau với chó, cần mẹ phải cho tiền để đi khám gấp. Cũng đạo cụ, hóa trang đồ dữ lắm, quấn quanh tay với đầu Miu vài miếng băng gạc rồi thấm lên xíu thuốc đỏ nhìn cho chân thực. Thế nhưng diễn xuất của chú mèo này mới là thứ đáng ăn tiền. Gương mặt nó suy sụp, đôi mắt thì cụp xuống tỏ vẻ buồn rầu, cả người đau đớn mệt mỏi. Nghe tin bé Miu nhà mình bị thương, không những thế còn có tấm hình làm bằng chứng khiến mẹ xót xa chịu không nổi, liền đưa 600k bảo đi khám ngay. Thế là kế hoạch thành công mỹ mãn, hai đứa chia nhau tiền, còn dư nhiêu thì mua đồ làm chầu nhậu ăn mừng. Còn với chả cái, chỉ được cái lừa mẹ, mẹ biết mẹ buồn đó. Nghĩ thì thấy riêng mấy chuyện này là mấy ông hoàng thượng nhanh lắm, quay một cái là diễn như đạt giải Oscar luôn. Thôi cũng thông cảm cho người ta, cũng vì lon bia xiên thịt nướng thôi mà. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Yêu Lưu. Nhớ ấn đăng ký kênh để xem thêm các video hay tiếp theo nhé.